Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học sớm một tuần để bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xét tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế cho học sinh tất cả các cấp nghỉ Tết Nguyên đán trước một tuần. Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu nghỉ học từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Thời gian nghỉ sẽ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức là đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021.